Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thời kỳ thịnh vượng của công nghệ, nơi mà khoa học kỹ thuật kéo gần lại những ranh giới xa vời. Chỉ trong vòng chưa đầy 80 năm, loài người đã được chứng kiến sự tiến bộ đến khó tin của ngành khoa học máy tính. Từ chiếc máy tính điện tử đầu tiên với cái tên ENIAC, được giáo sư Maudslay và học trò phát minh, có khối lượng 27 tấn và chiếm diện tích mặt sàn lên tới 167m², thì giờ đây, một chiếc iPhone 13 Pro Max chỉ với 228g cùng với mức tiêu thụ điện khiêm tốn đã có thể xử lý nhanh gấp hàng triệu lần so với chiếc máy tính cồng kềnh cách đây 77 năm. Và tất nhiên, song hành cùng sự phát triển của công nghệ máy tính và phần cứng là sự ra đời của trò chơi điện tử. Có lẽ không cần nói quá nhiều về lịch sử của loại hình giải trí này. Những tựa game ngày nay cũng đã có những bước tiến rất xa để phù hợp với sự phát triển của sức mạnh phần cứng. Hiệu ứng thị giác ngày càng sát với thực tế hơn, cảm giác âm thanh chân thực, sống động, nội dung game đặc sắc, thế giới được thiết kế rộng lớn khiến cho game thủ như hòa mình vào một vũ trụ khác vậy. Trong ngành công nghiệp mới nổi nhưng đem lại doanh số tỷ đô này, những gã khổng lồ phần cứng đã và đang nắm trong tay sức mạnh to lớn, chi phối không chỉ những nhà phát triển mà còn cả với những game thủ như chúng ta. Họ mang tới cỗ máy với sức mạnh chịu năng to lớn, kèm theo đó là những ưu đãi độc quyền với nhiều tựa game AAA chất lượng cao và dịch vụ tuyệt vời. Cuộc chiến tranh giành thị phần giữa Xbox của Microsoft và PlayStation của nhà Sony có lẽ đã không quá xa lạ gì với những khán giả của phê game. Để biết thêm nhiều hơn về chủ đề này, mọi người có thể xem lại video Game độc quyền tốt hay xấu mà chúng mình đã đăng tải trên kênh nhé. Tưởng chừng như bản đồ thế giới game đã được những người khổng lồ phân chia rõ ràng, thì từ trong bóng tối, những chú bé tí hon đang trỗi dậy, giương nanh vuốt sắc nhọn vào những ông lớn. Đó chính là những chiếc điện thoại thông minh nhỏ bé, nhưng lại không hề bé nhỏ về tầm vóc và doanh thu. Trong những năm trở lại đây, nền tảng mobile đã và đang thu hút hàng loạt những ông lớn tham gia, đem về nguồn doanh thu khủng khiếp cho các nhà phát hành. Vậy đâu là nguyên do để những thiết bị khiêm tốn về kích thước này lại có thể vươn tầm, trở thành đối trọng với những nền tảng khác như vậy? Hãy cùng phê game chúng mình tìm hiểu nhé! Theo Statista và Newzoo, trong năm 2021, thị trường game trên toàn thế giới đã thu về 180,3 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 1,04% so với cùng kỳ năm 2020 trước đó. Không quá ngạc nhiên khi doanh thu tới từ những chiếc máy điện thoại nhỏ bé đã đóng góp tới 81,5 tỷ Biden, chiếm 45,2% cùng với con số của Tablets. Toàn bộ trên nền tảng mobile trong năm 2021 đã thu về 93,2 tỷ USD, chiếm 52% tổng doanh thu toàn thế giới. Trái với lầm tưởng của nhiều người rằng game trên di động mới phát triển vài năm trở lại đây, nhưng trên thực tế, mobile đã bứt phá trở thành nền tảng ăn nên làm ra nhất ngành công nghiệp trò chơi điện tử từ những năm 2016. Thế kỷ 21 rồi, giờ thì ai mà chẳng có một cái điện thoại, đúng chứ? Thị trường game trên điện thoại vô cùng đa dạng, từ những tựa game giải đố như Monument Valley, Rusty Lake Series, The Room, Phiêu lưu hành động, Dan the Man, GTA, Honkai Impact 3rd, Genshin Impact, hay những tựa game bắn súng như NOVA, Modern Combat, Standoff, sinh tồn như Minecraft, Don't Starve, PUBG, Free Fire, chặt chém như Infinity Blade, Ninja Fruit, chiến thuật như Hearthstone, Plagen, Field Runners, BVZ, Roguelike, Dead Cells, Grim Valor, âm nhạc như Cytosuri, Arcia, Demos, Firegross, thể thao như PES Mobile, FIFA Mobile, Dream League Soccer và cả Souls-like như Pascal Wager, Animus nữa. Nói tóm lại, nhìn chung, bất cứ thể loại game gì có trên các nền tảng khác thì mobile đều sở hữu. Những tựa game mobile ngày nay vừa tạo ra được một trải nghiệm cạnh tranh cực kỳ chuẩn mực nhưng cũng đáp ứng được tính chất của một người chơi trên điện thoại, đó chính là chơi game trong thời gian ngắn và đứt quãng. Những trận đấu của Liên Quân Mobile hay LOL Wild Rift cũng chỉ kéo dài từ 15 đến 20 phút, vừa đủ để game thủ cảm thấy không quá ngắn nhưng cũng không lê thê đến mức mệt mỏi như trận đấu dài 2 tiếng của tôi với cái con mật lờ Techies này. Nhìn chung, các tựa game mobile hướng tới một trải nghiệm nhanh nhưng cô đọng, đầy đủ các khía cạnh và chúng có thể không sở hữu đồ họa siêu chân thực tới từng đường nét và gameplay hay âm thanh bùng nổ hoa mỹ, nhưng những tựa game trên đem tới trải nghiệm nhanh gọn mà lại đầy đủ và đôi khi là có trong đó chút mì ăn liền, thỏa mãn được tệp khách hàng giải trí đơn thuần. Họ có thể lấy chiếc máy của mình ra và giải trí vài ván Liên Quân trong giờ nghỉ trưa, vượt qua vài màn chơi của Honkai, phiêu du theo điệu nhạc với những Cytus, Firecross hay Geometry Dash, hay phổ biến và vui vẻ nhất là tạch gacha khoảng vài chục lần chỉ trong 10 phút chẳng hạn. Thế nhưng, đối với những game thủ hardcore hơn,
thì mobile vẫn hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của họ. Những tựa game với thời lượng dài và phức tạp, điển hình như Pascal Wager hay Genshin Impact vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của chúng khi đem tới một trải nghiệm có chiều sâu tuyệt vời trong gameplay với thời lượng rất dài, đủ để thỏa mãn những game thủ khó tính nhất. Tuy nhiên, nhìn chung, các tựa game trên mobile đều có một vài đặc điểm như sau. Đầu tiên, đa phần những tựa game này đều miễn phí và nguồn thu chính mà các nhà phát hành thu được từ người dùng chính là microtransactions trong game. Cũng đúng thôi, khi mà theo tính toán, một người chơi Diablo Immortal phải mất tới 2 tỷ rưỡi để có thể mở khóa được tất cả mọi thứ mình muốn cơ mà. Cũng không bất ngờ lắm khi mà top doanh thu nền tảng mobile năm 2021 thuộc về những cái tên hot như Honor of Kings, PUBG, Genshin Impact, Fate Grand Order, Free Fire. Những tựa game kiếm tiền thông qua việc bán những trang phục hoặc nhân vật trong game. Nhìn chung, việc này thường không tạo ra quá nhiều hiệu ứng tiêu cực bởi đa phần các vật phẩm trả bằng tiền ngày nay sẽ được tính toán kỹ lưỡng để không đem lại sự mất cân bằng. Skin thì không thể tăng sức mạnh cho tướng, còn Genshin hay Fate thì bạn cũng chỉ chơi một mình, cho dù có nuke ra 1 triệu damage thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới người chơi khác cả. Và cuối cùng, chúng quy lại cũng chỉ là sưu tập những nhân vật mà mình yêu thích. Đặc điểm thứ hai, những tựa game mobile thường dễ tiếp cận với nhiều người chơi hơn do có thể đáp ứng với rất nhiều hệ máy. Đa phần các game mobile đều không yêu cầu một thiết bị quá mạnh mẽ để có thể chơi mượt mà được chúng. Với một chiếc điện thoại tầm giá từ 5 triệu, một con số vừa phải với túi tiền của đại đa số game thủ, chúng ta đã có thể dễ dàng trải nghiệm những PUBG Mobile, Call of Duty, Liên Quân, Vương Giả Vinh Diệu, hay thậm chí là cả anh em nhà G với H của hãng gamer nào đó với mức khung hình tương đối ổn định. Nhưng dù đã có bước tiến rất lớn trong suốt nhiều năm, game mobile vẫn bị cho là không thể sánh được với những tựa game PC hay console. Vậy, điều đó có đúng không? Đâu là những lý do cho sự phát triển mạnh mẽ tới vậy của nền tảng tí hon này? Điều đầu tiên đem tới sự thành công cho những tựa game mobile chính là việc thói quen sinh hoạt của loài người bị thay đổi. Xã hội hiện đại ngày càng cạnh tranh, yêu cầu con người ta phải vận hành hết công suất nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Chúng ta có lẽ đã không quá xa lạ với hình ảnh những em học sinh đi học từ 7 giờ sáng đến 9 giờ tối. Hay như đối với những người lớn, việc tăng ca, thêm ca, làm thêm ngày nghỉ là chẳng thể tránh khỏi. Sau một ngày làm việc với bao áp lực, có lẽ ngoài những game thủ đã có thâm niên, nhiều người sẽ không chọn chơi những tựa game nặng nề trên máy tính hay console, mà cái chúng ta hướng tới là sự thư giãn nhanh chóng. Do đó, mobile đáp ứng tuyệt vời nhu cầu của tệp khách hàng ấy. Như đã đề cập ở trên, game mobile thường có thời lượng chơi gói gọn trong những giờ nghỉ trưa hay những khoảng thời gian ngắn giữa các tiết học, đem đến trải nghiệm tuyệt vời để giải trí. Hơn nữa, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 vừa qua, nền tảng mobile cũng đã được hưởng lợi rất nhiều. Theo CNN Business và Sensor Tower, lượng tải về của các tựa game trên App Store Trung Quốc, thị trường tiêu thụ game mobile lớn nhất toàn cầu, đã tăng 27,5% và doanh thu tăng 12,1% trong thời gian giãn cách. Hơn nữa, hậu dịch bệnh, chúng ta có xu hướng đi du lịch và tăng cường các hoạt động bonding, và đó rõ ràng là cơ hội vàng cho những thiết bị nhỏ gọn, dễ dàng mang theo như điện thoại. Như chúng ta đều biết thì các tựa game trên di động phụ thuộc rất nhiều vào tốc độ và sự chính xác, nhất là những tựa game online multiplayer như Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, PUBG Mobile hay thậm chí là Genshin Impact. Việc xử lý tình huống trong game ở tốc độ cao đòi hỏi game phải chạy mượt mà nhất có thể. Bất cứ giật lag hay delay nào cũng đều có thể gây gián đoạn phản xạ của người chơi, từ đó gây ảnh hưởng xấu tới trận đấu. Cho dù trình độ, kỹ năng chơi của bạn dẫu có cao tới đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì khi tình trạng lag liên tục xảy ra. Kể cả khi không lag thì chỉ số ping thấp hơn so với đối thủ cũng đã đủ làm nên một lợi thế nhất định. Vì thế, chất lượng đường truyền có thể coi là một yếu tố quan trọng quyết định trực tiếp kết quả của một trận đấu. Để khắc phục vấn đề đấy, bạn có thể cân nhắc sử dụng ứng dụng UU Game Booster, một dịch vụ hỗ trợ đặc biệt chỉ dành riêng cho việc chơi game. Sử dụng công nghệ tối ưu đường truyền và mạng toàn cầu, UU Game Booster sẽ tự động xác định và kết nối tới đường truyền tối ưu nhất, cho phép bạn cải thiện khả năng kết nối Internet bất kể là bạn đang chơi game ở Việt Nam hay Thái Lan, thậm chí là bất kể máy chủ ở Singapore hay Hàn Quốc. Tình trạng giật lag, delay, ping cao hay packet loss đều sẽ được cải thiện đáng kể và duy trì ở mức ổn định, giúp trải nghiệm chơi game của bạn được mượt mà, trơn tru hơn. Đặc biệt hơn nữa, đây còn là một phần mềm hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ được cho hơn 3.000 game di động, từ những tựa game eSports nổi bật như Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến, Mobile Legends Bang Bang, Arena of Valor, cho đến những tựa game multiplayer khác như là Genshin Impact, PUBG Mobile hay Roblox Mobile. UU Game Booster thậm chí còn có thể giúp bạn chơi nhiều tựa game bị khóa vùng tại Việt Nam, đặc biệt là những tựa game được sản xuất tại châu Á.
Là một phần mềm có tính bảo mật cao dành riêng cho hoạt động chơi game, UU Game Booster chỉ giúp tăng tốc độ mạng mà không can thiệp hay tác động tới thông tin cá nhân của người chơi. Chưa kể tới các thao tác cài đặt rất đơn giản, dễ dàng sử dụng chỉ trong tích tắc, lại còn là một phần mềm hoàn toàn miễn phí. UU Game Booster chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho bạn trên đấu trường game mobile. Chúng mình sẽ để đường link tải ứng dụng ở trong phần mô tả của video và ở phần bình luận được ghim trong phần comment nhé. Còn bây giờ, hãy quay trở lại với chủ đề chính thôi nào. Trong thời đại công nghệ hiện nay, những chiếc điện thoại đang ngày càng trở nên mạnh mẽ với tốc độ rất nhanh chóng. Hàng năm, những ông lớn liên tục tung ra các mẫu điện thoại mới sở hữu những con chip mạnh mẽ, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dùng về đồ họa cũng như là chơi game. Những năm trở lại đây, các sản phẩm gaming phone như ROG, Black Shark được trang bị phần cứng tối tân nhất và cả những hệ thống tản nhiệt hay hỗ trợ gắn ngoài đang dần trở nên quá quen thuộc. Sự phát triển của phần cứng điện thoại ngày càng kéo gần hơn ranh giới về trải nghiệm giữa nền tảng mobile với những nền tảng khác. Để dễ dàng so sánh, chip Apple A15 Bionic hay Snapdragon 888 có hiệu năng tương đương với dòng chip dành cho PC Intel i3 hoặc i5 Gen 6 ra mắt đầu năm 2016, tức là cách đây đã 6 năm. Trên thị trường điện thoại hiện nay, đa phần những con chip cao cấp được sản xuất trên tiến trình in thạch bản 5 nanomet, trong khi những CPU mạnh mẽ tới từ Intel hay AMD đa phần vẫn còn sử dụng những tiến trình như 10 hay 7 nanomet, nghĩa là các chiếc điện thoại phần nào đó đã có bước tiến lớn hơn trong việc áp dụng công nghệ. Chúng ta có thể dễ dàng thấy những tựa game mobile bây giờ đã đạt gần tới trải nghiệm đồ họa PC của thời điểm 6 đến 7 năm trước. Diablo Immortal ra mắt gần đây của nhà Blizzard đã làm rất tốt phần hình ảnh với những hiệu ứng được trau chuốt tỉ mỉ, để so sánh với Diablo 3 thì cũng đâu thua kém quá nhiều nhỉ. Hay PUBG Mobile, Call of Duty Mobile sở hữu nền đồ họa cực kỳ tốt trên những thiết bị di động high-end với phần hình ảnh và hiệu ứng vật lý được thực hiện vô cùng mượt mà. Hoặc là tựa game Genshin Impact được đông đảo người chơi tán dương, thậm chí còn xem tựa game này như là một tựa game AAA trên điện thoại di động. Một sự phát triển nữa về mặt kỹ thuật đó chính là màn hình điện thoại. Những chiếc điện thoại với màn hình 120Hz lần đầu tiên xuất hiện trên chiếc máy Razer Phone E và nay nó đã được phổ biến rộng rãi với hàng loạt sản phẩm đa dạng, đem tới trải nghiệm siêu mượt mà và chân thực dành cho game thủ mobile, giúp họ cảm nhận được những thứ mà trước đây chỉ có game thủ PC mới có cơ hội được thưởng thức. Màn hình 120Hz còn là nguyên nhân kéo theo một yếu tố nữa cho sự phát triển của nền tảng mobile mà chúng mình sẽ nhắc tới ngay sau đây, đó chính là những giải đấu eSports. Đóng góp cho sự phát triển của nền tảng mobile không thể không kể tới những tựa game eSports đình đám như Vương Giả Vinh Diệu, PUBG Mobile, Free Fire, Liên Quân Mobile, Mobile Legends Bang Bang hay LOL Tốc Chiến. Việc phát triển phần cứng nhanh chóng kết hợp với hệ thống điều khiển bằng ngón tay được dày công cải tiến liên tục để trở nên thuận tiện đã tạo nên một trải nghiệm ngày càng thoải mái và chính xác hơn. Ngoài ra, như đã nhắc tới ở trên, việc sở hữu những chiếc điện thoại trang bị màn hình 120Hz đã nâng cấp trải nghiệm eSports lên một tầm cao mới. Chắc hẳn, chúng ta đều biết rõ những chiếc màn với tần số quét cao sẽ giúp đem tới những trải nghiệm về chuyển động rõ ràng hơn. Màn 120Hz hay 144Hz từ lâu đã là chuẩn mực cho eSports trên PC và giờ đây, những công nghệ tiên tiến nhất đó đã và đang được đến với nền tảng mobile. Ngoài ra, những tựa game này còn có cho mình hệ thống giải đấu cực kỳ thành công và bài bản, góp phần tạo nên công ăn việc làm cho rất nhiều game thủ chuyên nghiệp. Chúng ta hay nói về việc một tựa game eSports sống hay chết phụ thuộc vào lượng view của chúng với các giải đấu. Và trong vấn đề này, có thể nói những game mobile đang làm vô cùng xuất sắc. Đa phần, những Vương Giả Vinh Diệu, PUBG Mobile, Free Fire, Liên Quân Mobile đều thu hút hàng trăm nghìn người xem trong những phiên livestream của mình. Điển hình nhất là trận chung kết AIC 2022 giữa đội tuyển V-Gaming của Việt Nam và One Team của Đài Loan đã cán mốc gần 582.000 người xem trực tiếp, một con số cực kỳ khủng khiếp mà rất nhiều tựa game khác phải thèm khát. Việc tạo ra một cộng đồng cực kỳ lớn mạnh, thu hút những game thủ gắn bó lâu dài với cơ hội việc làm cực lớn cho nhiều streamer hay tuyển thủ đã khiến cho những tựa game này ngày càng phát triển. Chung kết Liên Quân Mobile Thế Giới đã đạt mốc 1,68 triệu đô la giải thưởng, hay chung kết Thế Giới LOL Tốc Chiến cũng sở hữu hai củ Biden Prize Pool sánh ngang với nhiều giải đấu game truyền thống có máu mặt, đủ để thấy nền eSports trên điện thoại đã phát triển mạnh mẽ và rực rỡ tới như thế nào. Từ trước tới nay, điểm yếu lớn nhất của nền tảng mobile chính là việc trải nghiệm những tựa game AAA đình đám. Trong suốt nhiều năm, ngành công nghiệp game quy mô lớn có một quy tắc bất biến. Muốn có trải nghiệm tốt, bạn phải sở hữu các thiết bị cấu hình mạnh. Một số công ty đã cố gắng thay đổi thực trạng nhưng đều thất bại.
Điều này được nhìn thấy dễ dàng nhất trên các tựa game mobile. Giữa các dự án này đều có điểm chung là thiếu nguồn lực và có rất ít kinh nghiệm. Thế nhưng, trong tương lai, hạn chế này được kỳ vọng sẽ bị xóa nhòa bởi hệ thống stream game tân tiến tới từ các ông lớn. Nắm bắt thị hiếu người dùng, Xbox One của Microsoft đã cho ra mắt Project xCloud, cho phép stream game qua một chiếc smartphone. Qua đây, chúng ta có thể thấy, mặc dù vẫn còn rất nhiều hạn chế như đường truyền Internet, giá thuê dịch vụ cao hay các game hỗ trợ còn thiếu thốn, nhưng stream game vẫn là một trong những phương pháp của tương lai, sẽ mang nhiều tựa game bom tấn lên mobile hơn, giúp trải nghiệm người dùng phong phú hơn. Khi ranh giới giữa các nền tảng được xóa bỏ, người hưởng lợi chắc chắn sẽ là game thủ chúng ta mà thôi. Có thể thấy, với xu hướng chơi game đang dần thay đổi khi mà người ta thích những cỗ máy nhỏ, nhẹ, có thể chơi game ở bất kỳ đâu. Và nhờ đáp ứng tốt nhu cầu đó mà nền tảng mobile đang ở trong thời kỳ hưng thịnh nhất, khi mà ngoài những tên tuổi trung thành với game di động ngay từ đầu, thì hàng loạt những studio nổi tiếng trên PC đã và đang đem những series của họ lên di động. Bởi đơn giản, lợi nhuận mà nó mang lại là chẳng thể nào ngó lơ. Mặc dù vẫn còn vướng không ít những bất lợi như giới hạn phần cứng, nhiều tựa game ăn theo và đạo nhái, giới hạn các cách thức điều khiển v.v. Nhưng không thể phủ nhận game mobile đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Có lẽ sẽ còn mất một thời gian nữa để những tựa game mobile thực sự sánh ngang được với PC hay console về chất lượng. Nhưng những trò chơi di động dường như cũng không quá bận tâm về điều đó. Chúng chọn hướng đi riêng và đang cực kỳ thành công trên hướng đi đó của mình. Còn các bạn nghĩ sao? Liệu sẽ có một ngày game trên mobile cho PC và console ngửi khói hay không? Hãy cho chúng mình được biết suy nghĩ của các bạn nhé. Còn giờ, xin chào và hẹn gặp lại!